là bữa ăn trưa của gia chồng mình cùng với 장식을 해주셨구나. 받는 사람 기분 좋잖아요. 20만 원. 아, 잘 거. 잘 거야 돼. 한우는. 말라요? 반찬 많이 남았어. 소고기요? 응, 소고기. 오빠, 아빠, 천천히. 아유, 괜찮아요. 괜찮지, 너야, 괜찮지. 내가 보기가 아주 그냥 기분 나쁘다. 사람이 그렇게 괜찮아요. 꼽지 않은 사람이 어디서 냈고, 이런 게 그렇게 좋은 거 사서 가지고 그랬는데. 누가 먹을 거가 두 개씩 먹느라고 좀 그렇게 배탈이 나고, 아유, 나 그렇게 사냐? Nói thịt này rất là mắc tiền mọi người. Này này rất là mắc. Không ai. Mấy người lớn tuổi là vậy, nghe nói gì mà mắc tiền không ăn đó mọi người. Mà áp sát ở đâu sao? Hắn nói cho cô sư rồi, cứ đấy à, cứ đấy. Còn ở đây xe sang, xe sang hoặc là xe sang hoặc là xe. Phụ xe 드세요, 저희 뭐 드세요? Phụ xe. Phụ xe 드세요. Soju, phụ xe. Soju. tương đương là 900 ngàn.
Việt Nam mình cũng phải có hơn là 300 ngàn hay 90 ngàn Việt Nam, mình kêu 2 tháng tuyệt vời lắm mọi người. Đây là lần đầu tiên mà mình ăn nhầm bò này, bò này cũng rất là nhiều loại thịt bò nha mọi người, khá là thịt bò, thịt bò Mỹ, thịt bò Úc, rất là nhiều. Đây là lần đầu tiên mình ăn thịt bò. Thank you.
그러니까요. 실질인데 그러면 안 되는데 30만 원. 누명만 되면 내가 누명이 안 되는 거지. 내가 직접 만나는 말이 그런가. 내가 직접 만나서 내가 믿고 가서 다 알을 옛날에 우리 꼭 가서 내가 가지고 내가 직접 가서 lựa những cái giá ớt nhỏ cho nó cay cay không cay cũng ngon rồi đây ở quán này với món ăn phụ đây tuyệt vời tỏi nước chấm à, kim chi mình phải lấy kim chi thêm chỗ mình ngồi không có kim chi mà mình ăn cái quen rồi cái gì không có kim chi là không ngon. Rất thích kim chi. Tuyệt vời. Yeah, I'm not going to do that.
là bây giờ bắn xin cái video này.